tôi tha thiết yêu cầu Tiến Lực trả lại tai nghe cho chương trình. Tại vì thực ra là tại vì chương trình không nên lấy, tôi tưởng đâu là mấy bạn tạo cơ hội cho tôi. Tạo cơ hội cho tôi. Trời ơi vậy luôn hả? Được mà. Để phục vụ cho việc ghi hình và phát sóng toàn quốc cho khán giả cùng xem, chúng ta có thể yêu cầu người chữ đẹp hơn được không ạ? Rất đồng ý tán thành nha. Đi đầu. Nếu mà chữ đẹp không ai ngoài Khổng Tú Quỳnh. Sao anh nghĩ vậy? Một cái người xinh đẹp như em mà viết chữ xấu nữa thì thôi. Trời ơi, trời, được mất cả áp lực. Bây giờ bé lên viết chữ xấu. Không hiểu luôn á. Lên đi chị. Tôi không tin là em viết chữ xấu. Một cô bé xinh đẹp như vậy. Ta nói là nét chữ là nét người, nhưng mà cái nết của em không được lắm đâu. Không, Quỳnh rất là đáng yêu luôn á mọi người. Quỳnh chỉ nói vậy thôi. Chứ thật sự á, một người bạn như Quỳnh rất nên có trong đời. Một người bạn rất là đáng yêu, quan tâm, chăm sóc và rất là tình cảm. Còn người bạn như chị nên bỏ đi. Ở nhà Diệu Nhi có một cuốn sách rất là hay, những điều không nên nói nhưng phải nói. Ngoài trời tuyết đang rơi nhưng cạnh em vẫn ấm. Ngoài trời tuyết đang rơi nhưng cạnh em vẫn ấm. Xem nghe là bên mà. Em cũng nghe bên đó. Anh nghe Nhân nè, Nhi nghe Nhân. Mà anh với Nhi từ đó đến giờ nghe chưa bao giờ sai. Chưa bao giờ sai. Bên kia thì tiếp tục là đợi cái gì trên đầu vậy? Gà. Giáng sinh là một cái dịp mà để cho mọi người tụ họp lại với nhau, cho nên phải có ăn uống đồ này nọ. Gà tây nhá, nhìn anh là chỉ muốn ăn thôi. Là muốn ăn dữ chưa? Trời ơi. Muốn ăn năn sám hối ghê. Tiếng Lực thì như thế nào? 2, 4, 6 chữ. Nghe được chữ ấm và em anh vẫn ngắm. Quá tuyệt vời. Hy vọng vẫn hơn được một người. Chúc cho quý vị khán giả có một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc và luôn vui vẻ. Trời ơi, cái đấy dành cho người đội sổ. Tôi nghĩ là cho người đội sổ đi. Người đội sổ ở vòng 1 ngày hôm nay đó chính là Đừng Là Em Là Được. Đừng Là Em Là Được. Là em rồi. Cũng là anh gợi ý người đợi sổ là anh luôn. Mô. Tai nghe dành cho chú gà tây. Mặt trời tuyết đang rơi như cạnh. Mặt trời tuyết mà. Ủa chừng lưng rồi. Anh không muốn thêm đâu, không mong thêm gì. Anh không muốn đêm đông không làm gì đâu. Ủa? Cái gì có tuần lộc rồi có gì em không muốn. Em anh không muốn. Ngoài trời tuyết đang rơi nhưng bên cạnh em vẫn ấm. Nhiều đó à. anh lột cái câu mà anh vừa nghe được anh đọc á là cái câu em đã ghi được full câu ngay từ đầu rồi. Không biết à. Quan trọng câu đầu là đúng chưa nè Diệu Nhi nè. Ngoài trời tuyết đang rơi bên cạnh em bên vẫn ấm. Bên cạnh em vẫn ấm. Cái câu 2 là sẽ có vẫn ấm. Cho nó cùng vần với cái ấm á. Vẫn ấm. Chúng tôi tha thiết yêu cầu Tiến Lực trả lại tai nghe cho chương trình. Tại vì thực ra là tại vì chương trình không nên lấy. Tôi tưởng đâu là mấy bạn tạo cơ hội cho tôi. Tạo cơ hội cho tôi. Trời ơi vậy luôn hả? Được mà. Năm nay sẽ hết cô đơn. Anh cái là năm nay cho hết cô đơn. Vậy thì anh muốn đi đâu chơi hơn? Năm nay sẽ hết cô đơn chứ không có chuyện cho. Thôi rồi vậy đi, có gì cho cây trần nó đi. Cho cây trần nó đi. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại đi. Wow. Sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. Bài hát đầu tiên xin mời. Nani? Một, hai, ba, bốn. Chính xác. Chính xác. Quá bất ngờ. Đùa ơi, em có chưa biết là đùa đó. Em không biết sao mà đùa. Ôi sao anh Lực. Cái bài khó vậy ai biết. Vậy mà anh biết cái bài này tôi biết là nhờ bạn Giang. Tại hồi đó tôi với bạn Giang làm một cái chương trình là lúc nào bạn Giang cũng hát 1, 2, 3, 4. Mà Tiến Lực là thuộc nhiều bài lắm mọi người cẩn thận nha. Nhìn vậy chứ gừng càng dài càng cay. Tiến Lực là hình như tôi nhớ là từ tuần trước tuần này là lúc nào chơi ở trò này cũng thắng đầu tiên. Thắng trời tôi hơn thua dữ lắm bạn.
Ở vòng 1, các bạn đã sử dụng quyền nghe lại dành cho người đội sổ. Thì ở vòng này chúng ta phải bắt buộc dùng cái quyền nghe lại cho toàn đội. Nhưng có muốn tìm ra người đội sổ ở vòng này không? Tìm chơi cho vui. Tìm chơi cho vui. Mình vui nhưng người ta nhột. Và người đội sổ ở vòng này đó chính là anh Luật nữa rồi. Phải anh nhiều hơn Harry. Ôi giời, giật không? Giật là trời, phải công nhận luôn á. Từ ngày tôi đổi cái này vô cái... Cái quài luôn rồi trời.